Chú kia ông đứng tới à? Lấy cái xô đứng làm nốt cái góc trên đi. Đấy, đi chiều khô là chú cháu mình nháp là vừa đấy. Nhiều lại mà có về được. Công trình của Cường Hải Phòng thế nào, rực rỡ chưa? Đấy. Hai tầng, mỗi tầng hơn 20 phòng. Tất cả rơi khoảng 20.000 mét vuông anh em ạ. Quân nhiều rồi cứ túc tắc nào. Anh em ứng dụng nhà máy mài tường luôn, ok nha. Chung công trình này rơi khoảng 2 tuần nữa anh em hoàn thành. Chúng muốn đăng lên để anh em thấy được tí gọi là thành quả của Cường Hải Phòng. Đấy. Giờ này Cường Hải Phòng bận rộn đi xa công trình nhiều. Để các bạn nhìn đâu, mặt vẫn còn đầy bột bã. Nhưng mà được làm là vui thôi anh em. Rồi, xin chào mọi người. Gặp lại mọi người những clip sau. Nhớ ủng hộ Cường Hải Phòng. Rồi, xin cảm ơn.